vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022. Công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường tại một số địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 2 tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Cùng tiếp đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hiện chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đạt trên 3.076 tỷ đồng. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã góp phần giúp trên 85.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo và duy trì việc làm cho 50.000 lao động, giúp hơn 52.000 lượt học sinh, sinh viên còn cảnh khó khăn tiếp tục được học tập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 6,81% năm 2015 xuống còn 1,3% năm 2021. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đề nghị tỉnh cân đối bổ sung thêm nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn tỉnh, hộ vừa thoát nghèo và cho vay các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, kịp thời rà soát bổ sung danh sách hộ nghèo để chi nhánh giải ngân đến đối tượng thụ hưởng, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ thiết thực và hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời về nguồn vốn để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn trong việc thẩm định, rà soát đối tượng, tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ còn khó khăn khi vay vốn cần sử dụng đúng mục đích hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Trong đó, quan tâm cho vay hỗ trợ tạo việc làm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các sở ngành liên quan tham mưu với tỉnh để bố trí thêm nguồn ngân sách hợp lý nhằm tăng nguồn vốn chính sách của tỉnh. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trao tặng tỉnh Hưng Yên 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 09 năm 2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên về chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Ngày 11 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 24 về đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022. Theo đó, mục tiêu trong năm 2022 này, toàn tỉnh thành lập mới 21 hợp tác xã, 140 tổ hợp tác, phấn đấu có 80% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, không có hợp tác xã yếu. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các hợp tác xã, xây dựng mô hình sản xuất, đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm, có liên kết sản xuất, tham gia quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội. Tiếp tục phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu có 55 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có 180 hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hướng dẫn hỗ trợ các hợp tác xã có nhu cầu, đủ điều kiện xây dựng hồ sơ, tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP.
đồng thời rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sau chuyển đổi, tiếp tục vận động sáp nhập, hợp nhất các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả. Để thực hiện kế hoạch đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020 đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao việc tổ chức thực hiện cụ thể cho từng sở ngành đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, liên hệ kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. Ngày 14 tháng 2 tới sẽ có trên 10.000 học sinh khối lớp 1 và từ lớp 7 đến lớp 12 của huyện Văn Lâm đi học trở lại. Đến nay, các nhà trường đều sẵn sàng đón học sinh đến trường học trực tiếp trong bối cảnh triển khai các biện pháp quyết liệt đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19 theo đúng sổ tay hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để chuẩn bị cho con đến trường trong tuần tới thì em nhắc trên nhóm Zalo ấy, còn anh sẽ nhắc trong cái buổi sinh hoạt của lớp. Trước khi đến lớp thì chúng ta sẽ phải đo thân nhiệt cho các con. Khi đến trường thì các con cũng phải đeo khẩu trang, suốt quá trình đi đến từ nhà đến trường. Nhắc nhở các con sau khi đến trường xong thì các con không tụ tập, không la cà, đi đến nơi về đến chốn. Ông lại cái phần hướng dẫn của anh thôi. Được cho các con đến trường là bọn em mừng lắm, chờ đợi rất nhiều ngày. Em cũng bảo các con là các con đến trường phải đeo khẩu trang này, mà giữ khoảng cách với mọi người, chân tay là khử khuẩn này. Thông qua hội cha mẹ học sinh, bằng các thiết bị di động, nhóm Zalo, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn yêu cầu phụ huynh và học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cả trước trong và sau khi đến trường. Vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, chuẩn bị khu vực rửa tay, sát khuẩn, phòng cách ly y tế. Đó là các biện pháp được trường Trung học cơ sở Lương Tài triển khai để chuẩn bị đón hơn 400 học sinh khối 7, 8, 9 đi học trở lại. Trong trường hợp là phát hiện những cái biểu hiện lâm sàng của học sinh mà ho, sốt hoặc là mất vị giác thì chúng tôi sẽ chuyển học sinh lên trên phòng y tế, sau đó là phối hợp với cán bộ y tế để kiểm tra test nhanh. Nếu phát hiện dương tính thì chúng tôi sẽ tiếp tục khoanh vùng và yêu cầu cách ly. Chuẩn bị đón hơn 1.000 học sinh đi học trở lại, trường Trung học Phổ thông Hùng Vương tổ chức phương án dạy học trực tiếp, xen kẽ giữa các khối lớp để đảm bảo giãn cách, phân luồng học sinh ngay từ cổng trường. Khối lớp 12 chúng tôi bố trí có 8 lớp 12 chúng tôi học toàn bộ buổi sáng hết. Thế còn lại buổi chiều thì chúng tôi có khối lớp 10 với lớp 11 học xen kẽ nhau. Một khối học là vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và một khối học thứ 3, thứ 5, thứ 7. Đến nay trên 11.000 học sinh từ 12 đến 17 tuổi ở Văn Lâm đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trên 1.400 giáo viên toàn huyện đã được tiêm mũi 3. Các trường học được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung cũng được dọn dẹp khử khuẩn. Tất cả đã sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại với tinh thần mỗi ngày đến trường là một ngày vui và an toàn. Cùng với huyện Văn Lâm, công tác chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh một số bậc học đến trường học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục ở thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu cũng đã sẵn sàng. Nhằm đảm bảo an toàn cho trên 37.500 học sinh thuộc 3 cấp học tại 72 trường học trực tiếp, sau khi nhận được công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức dạy học trực tiếp, các trường học ở huyện Khoái Châu đã nhanh chóng kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19. Đội ngũ cán bộ giáo viên tiến hành vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn, kẻ vẽ lại các ba đô khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, xây dựng kế hoạch giảng dạy. Đến nay, công tác chuẩn bị tại các cơ sở giáo dục ở huyện Khoái Châu đã sẵn sàng, chú đáo với phương châm an toàn là ưu tiên hàng đầu khi học sinh quay trở lại trường học. Đáng chú ý, thị xã Mỹ Hào đã tổ chức diễn tập làm điểm tại trường Trung học cơ sở Bần Yên Nhân cho các cơ sở giáo dục trong việc xử lý nhanh chóng kịp thời các kịch bản dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.
Trước đó, các trường học trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã huy động giáo viên, phụ huynh học sinh tiến hành vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, rà soát và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư y tế cần thiết test nhanh COVID-19 cho cán bộ giáo viên khi trở lại trường học, xen kẽ lịch học cũng như phòng học để giữ khoảng cách giữa các lớp, bố trí vừa dạy trực tiếp vừa trực tuyến để khi có trường hợp học sinh phải cách ly tại nhà vẫn được học tập đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn 4 bước ứng phó khi có ca mắc COVID-19 trong trường học theo tổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xử trí khi có trường hợp học sinh mắc COVID-19 trong trường học. Bước 1. Thông báo kết quả dương tính cho trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh, tiếp tục cách ly tạm thời F0, thông báo cho trạm y tế địa phương các biện pháp triển khai phòng chống dịch. Bước 2. Đánh giá tình hình sức khỏe của F0. Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở, SpO2 dưới 96%, thì liên hệ và chuyển đến bệnh viện trên cùng địa bàn hoặc bệnh viện dã chiến bằng xe cấp cứu. Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, tư vấn hướng dẫn cho mẹ học sinh, đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương tiếp cận xử lý. Bước 3. Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh giáo viên có mặt trong lớp bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên, mẫu gộp không quá 3 người. Các lớp học khác hoạt động bình thường. Bước 4. Cách ly theo dõi F1 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo cho cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp PCR mẫu đơn 3 lần. Lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3, lần 3 vào ngày thứ 7. Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, nếu có một ca dương tính thì cho toàn bộ học sinh trong cùng lớp cách ly tại nhà. Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau. 2 lớp ở cùng tầng thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng. 2 lớp ở khác tầng cùng khối nhà thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà. 2 lớp ở khác khối nhà nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học. Nhằm động viên khích lệ tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, những ngày qua Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cùng các địa phương ở huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên đã tổ chức gặp mặt tặng quà tân binh. Ngày 11 tháng 2, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã đến thăm tặng 20 suất quà cho các tân binh là con hội viên nông dân tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2022 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tại các nơi đến thăm, đại diện Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tặng quà động viên tinh thần các tân binh, đồng thời mong muốn các tân binh phát huy truyền thống yêu nước, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, chấp hành nghiêm nội quy kỷ luật của quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, huyện Phù Cừ có 159 thanh niên tham gia nhập ngũ, trong đó có 140 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Có 5 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức tặng quà chỉ thực hiện tại cấp xã, thị trấn và theo nguyên tắc vừa đảm bảo công tác động viên, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tại buổi gặp mặt, những lời động viên và những món quà đã được gửi đến các tân binh với mong muốn các em không ngừng rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân ở thành phố Hưng Yên đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã sẵn sàng cho ngày hội giao quân. Năm 2022, thành phố Hưng Yên có 150 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 23 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 6 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những ngày này, các xã phường đã và đang tập trung tổ chức cấp phát quân trang cho 100% thanh niên trúng tuyển.
tổ chức giao lưu gặp mặt thăm hỏi tặng quà gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự trong tỉnh xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của đài, trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, website https://www.hungyentv.vn, Facebook tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV.